Rồi xin chào anh em. Sau mấy cái bài cơ bản về thiết bị rồi thì hôm nay chúng ta bàn với nhau về cái tam giác phơi sáng, là một cái bài mà nó kinh điển để cho anh em mới học chụp hình. Một cái bức hình mà chúng ta chụp ra thì thường nó được chịu ảnh hưởng bởi bốn cái yếu tố cơ bản. Thứ nhất là cái cường độ ánh sáng. Cường độ ánh sáng là cái mức độ ánh sáng phản chiếu từ vật thể hay là cái chủ thể đi vào trong cái máy ảnh. Đó, chúng ta hay gọi là ánh sáng mạnh hay ánh sáng yếu, đủ sáng hay thiếu sáng. Đó là cường độ của ánh sáng. Cái yếu tố thứ hai là cái độ nhạy của cái tấm phim khi chúng ta chụp máy phim, hay là cái độ nhạy của cảm biến ảnh, chúng ta hay gọi là độ nhạy sáng ISO đó. Yếu tố thứ ba là cái thời lượng ánh sáng đi qua cái máy ảnh để tiếp xúc với lại cái cảm biến phía sau này, mà chúng ta có thể thay đổi cái thời gian ánh sáng đó đi vào trong này, là cái tốc độ bằng trập, là yếu tố thứ ba. Cái yếu tố thứ tư đó là cái lượng ánh sáng đi qua cái ống kính để đi vào cái cảm biến ảnh, đó là chúng ta thay đổi bằng cái yếu tố gọi là khẩu độ ống kính. Đó, bốn cái yếu tố như vậy. Bất cứ một cái máy ảnh số ngày hôm nay ha, anh em biết là trong cái máy ảnh nó có một cái bộ phận nó gọi là bộ phận đo sáng. Thì máy ảnh nó có cái thuật toán để đo sáng, ánh sáng đi qua cái ống kính, và nó sẽ đo được cái ánh sáng nó như thế nào, và nó cho ra một cái trị sáng, người ta hay gọi là EV, có nghĩa là giá trị thời sáng, hay là những cái từ dùng hồi ngày xưa gọi là thời gian lộ sáng gì đó. Ngày hôm nay hay dùng cái chữ EV cho nó quen thuộc và dễ hiểu. Thì máy ảnh nó sẽ tính ra được các cái cặp thông số để làm sao nó gọi là đúng sáng. Đúng sáng là theo cái tính toán của máy ảnh. Thì cái cặp số đó chính là khẩu độ ống kính và tốc độ bằng trập. Còn cái ISO nhạy sáng của cái tấm cảm biến phía sau này á, thì chúng ta có thể tự động, tí nữa mình sẽ nói cái ISO đó. Nhưng mà cái cặp thông số khẩu độ ống kính và cái tốc độ bằng trập á, là nó đi với nhau làm sao đó để nó đúng sáng theo như máy ảnh nó đo. Chúng ta sẽ có một cái bài nói về các cái cơ chế đo sáng nó phức tạp hơn để chúng ta hiểu rõ ra sau, nhưng mà chúng ta cố gắng hiểu được cái cặp này. Ở trên cái ống kính hôm trước chúng ta đã chia sẻ với nhau rồi đó, thì nó có cái khẩu độ, có một cái dãy khẩu độ. Thì ví dụ như là ở đây là ống kính 50 thì nó có một cái dãy khẩu độ từ 1.2 rồi 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16. Đó, thì một dãy khẩu độ như vậy, nó mở lớn và nhỏ dần như vậy theo khi chúng ta thay đổi cái thông số trên này. Và tốc độ bằng trập cũng vậy. Tốc độ bằng trập sẽ thay đổi, ví dụ như 1 giây, 1 phần 2 giây, 1 phần 4 giây, 1 phần 8 giây, cho đến 1 phần 250, 1 phần 500, 1 phần 1.000 giây. Ví dụ như vậy, máy ảnh nó sẽ đưa ra một cái cặp số. Ví dụ như là trong hoàn cảnh này chụp cái nhân vật đó, nó sẽ cho ra cái cặp mà đúng sáng, ví dụ là 1 phần 500 giây, khẩu là F8 chẳng hạn đi. Đó, thì đó là đúng sáng. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi hai cái thông số này để nó ra được cái cặp số khác mà nó vẫn đúng sáng theo như máy ảnh đo sáng. Ví dụ như là 1 phần 500 giây là tốc độ bằng trập, khẩu độ là F8. Thì giờ chúng ta mở khẩu lớn hơn một khẩu, là ví dụ khẩu là khẩu 5.6, thì lúc đó tốc độ bằng trập nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ đang là 1 phần 500 giây, nó sẽ nhảy lên là 1 phần 1.000 giây. Đó, ví dụ như vậy. Thì các cái cặp số đó là nó tương ứng với lại cái chế độ B mà anh em thấy ở trên cái máy ảnh đó. Khi chúng ta xoay cái bánh xe thì nó thay đổi các cái cặp đó, tăng cái tốc độ bằng trập lên thì khẩu độ chạy theo, hay là tốc độ bằng trập giảm xuống cùng với lại khẩu độ, nó cũng chạy theo từng cặp số thay đổi. Và mỗi một cặp số như vậy nó đều tương đương nhau về cái lượng ánh sáng đi vào trong cái máy ảnh theo như máy ảnh nó đo sáng. Thì cái mà chúng ta gọi là giá trị thời sáng EV đó, máy ảnh sau khi đo sáng xong thì nó có một cái thang độ như vậy, là gồm các cái cặp số ISO là nó cố định. Ví dụ như là ở đây ống kính 50, khẩu là 1.4, F1.4, có các cái cặp số về tốc độ bằng trập và khẩu độ ống kính, nó có từng cặp như vậy. Ví dụ như từ trừ 8 cho đến cộng 21 là một cái thang cặp như số như vậy, có ví dụ như là mười mấy cặp số như vậy. Nhưng mà khi mà nó vượt qua cái cặp số đó thì cái hệ thống đo sáng này nó sẽ không có hoạt động nữa. Là lúc đó chúng ta gọi là ảnh nó quá tối, hoặc là ảnh nó quá sáng, không còn giữ được chi tiết nữa. Đó, thì ví dụ như là ở đây cái ống kính là khẩu lớn nhất là 1.2. Tốc độ lúc đó tương đương với 1.2 khi chúng ta đo sáng là 1 phần 1.000 giây. Mình ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn chụp tốc độ cao hơn, nhanh hơn cái con số đó, mà khẩu độ không thể mở lớn hơn được nữa, thì lúc đó cái ảnh chúng ta nó sẽ
bị cháy sáng, hoặc là ngược lại chúng ta nó sẽ bị tối đi, tức là nó vượt ra khỏi cái thang độ EV đó. Thì khi mà vượt qua khỏi cái thang độ EV thì cái ảnh chúng ta nó sẽ không còn đúng như là cái máy nó đo sáng nữa đó. Rồi thì bây giờ anh em muốn thử cái cặp số đó như thế nào trên máy ảnh số anh em á, thì anh em chuyển qua cái độ P phở là program á, thì chúng ta sẽ thấy là các cái cặp số nó sẽ thay đổi. Thì các cái cặp số đó là các cặp số mà máy ảnh đo sáng và nó cho ta thấy là các cái lượng sáng đi vào tương đương với nhau khi chúng ta thay đổi. Ví dụ như ISO không thay đổi mà các cặp số thay đổi thì nó ảnh hưởng đến cái gì? Đó, cái này là cái quan trọng khi mà anh em chụp hình. Anh em quay lại cái cơ bản của những cái video hôm trước. Khi chúng ta muốn cái vùng ảnh rõ nó thay đổi, vùng ảnh rõ nó dày hơn, ví dụ chúng ta chụp một bức ảnh phong cảnh, cảnh vật, chúng ta muốn cái độ sắc nét nó sâu từ các cái lớp ảnh đều rõ nét hết, thì chúng ta siết khẩu, có nghĩa là chúng ta khép khẩu nhỏ lại, ví dụ như khẩu 8, khẩu 11, khẩu 16 gì đó. Thì lúc đó chúng ta khép khẩu thì dĩ nhiên là tốc độ màn trập nó sẽ phải chậm lại để cho ánh sáng đi vào cùng cái lượng sáng trên cái bức ảnh như nhau. Hoặc là chúng ta không muốn nó sâu mà chúng ta muốn xóa phông đằng sau, chúng ta muốn cái background nó mờ nhòe đi, thì lúc đó chúng ta mở khẩu, ví dụ đang chụp khẩu 8, chúng ta muốn nó mờ nhòe chúng ta mở khẩu, ví dụ như khẩu 2.8 chẳng hạn, tức là 8, 5.6, 4, 8, như vậy là nó đến 3 khẩu đó. Chúng ta mở hơn 3 khẩu thì dĩ nhiên tốc độ màn trập lúc đó nó sẽ phải nhanh hơn 3 khẩu, tức là ví dụ đang là 1/250 đi thì nó sẽ lên là 1/500, 1/1000, 1/2000 đó, thì nó phải nhanh hơn khi chúng ta mở khẩu để tạo ra cái cặp mà thông số để cho một cái lượng ánh sáng tương ứng giống nhau vào đó. Vậy thì khi mà chúng ta thay đổi một thông số là khẩu độ hay tốc độ là chúng ta muốn cái ảnh chúng ta như thế nào, nó tạo ra cái hiệu ứng thị giác như thế nào. Ví dụ anh em muốn chụp một cái vật chuyển động nhanh, chúng ta phải tăng cái tốc độ màn trập lên, thì đương nhiên lúc đó khẩu độ nó phải thay đổi khác đi. Hoặc là chúng ta không có muốn chụp nhanh, chúng ta muốn chụp mà cái có chiều sâu hơn, thì chúng ta phải khép cái khẩu độ ống kính lại để cho có cái dot dày, thì dĩ nhiên lúc đó là cái tốc độ màn trập nó sẽ giảm xuống đó. Vậy thì thay đổi cái thông số là tùy thuộc vào ý của anh em muốn cái hiệu ứng về mặt hình ảnh trên cái tấm ảnh nó như thế nào. Trên cái máy ảnh số của chúng ta có cái chế độ A trên máy Nikon hoặc là trên Canon là AV ha, rồi S tức là shutter ưu tiên tốc độ, thì trên một số máy ảnh khác hoặc như Canon là TV. Khi nào thì chúng ta chọn cái chế độ ưu tiên nào? Ví dụ anh em nhiều người thích, không phải là thích nữa mà ý đồ chúng ta lúc đó chúng ta muốn làm chủ về cái dot, về cái vùng ảnh rõ, xóa phông hay không xóa phông đó, thì chúng ta chuyển qua chế độ ưu tiên khẩu độ A. À, đó, thì khi chúng ta xoay cái bánh xe thì cái khẩu độ nó thay đổi thôi, còn cái tốc độ nó sẽ tự thay đi theo cái khẩu độ mà chúng ta đã chọn đó. Ngược lại chúng ta chọn qua cái chế độ ưu tiên tốc độ thì khi mà chúng ta xoay bánh xe thì tốc độ nó sẽ chọn theo ý của mình, còn khẩu độ thì nó sẽ chạy theo tương ứng với lại cái tốc độ mà chúng ta đã chọn. Như vậy thì là khi mà chúng ta thay đổi cái thông số nào thì phụ thuộc vào cái ý của chúng ta muốn cái hình ảnh nó như thế nào đó, chứ không phải là cái nào cũng được ha. Dĩ nhiên cái nào cũng được cho vui, nhưng mà mình muốn cái ý của mình muốn trên cái bức ảnh đó như thế nào thôi. Máy ảnh số nó còn thêm một cái bánh xe nhỏ nhỏ ở đây để chúng ta có một cái chức năng, chúng ta có cái chữ EV đó, thì nó gọi là bù trừ EV, tức là bù trừ sáng. Ví dụ như là chúng ta đã chọn là khẩu lớn nhất là ở đây là 2.8, tốc độ đi theo của nó để đúng sáng đó là 1/500, nhưng mà ở tại cái khẩu lớn nhất đó rồi chúng ta muốn ưu tiên cái khẩu đó nhưng mà nó vẫn không đủ sáng, không thể mở lên được khẩu lớn hơn 2.8, cái ống kính nó chỉ có cái khẩu độ lớn nhất là 2.8 thôi, thì lúc đó chúng ta có thể ảnh nó vẫn không đủ sáng, thì chúng ta có thể cộng EV cứ một nấc như vậy, tức là 1, 2 chúng ta cộng 1, có nghĩa là chúng ta thêm một khẩu về lượng sáng nó nhiều hơn, ánh sáng nó sáng nhiều hơn trên cái bức ảnh. Hoặc là nếu mà nó sáng quá, chúng ta muốn ánh sáng nó âm hơn, nó kiểu như nó tối hơn, tùy theo ý của mình thôi. Nhiều người thích tất cả các bức ảnh của họ nó luôn luôn nó thiếu một khẩu, nhiều người thích như vậy, thì chúng ta trừ EV đó, thì cái thanh cộng trừ EV trên này cứ một giá trị là 1, 2, 3, 4 gì đó,
thì cứ một cái trị số đó là nó thay đổi một khẩu, một cái khẩu độ. Còn cái thông số thứ ba mà chúng ta cũng hay nghe nói hay là hay thấy đó là cái ISO, tức là độ nhạy của cảm biến. Một cái máy ảnh họ có một cái dãy ISO, ví dụ như là họ cho phép từ 100 cho đến 32.000 đi, thì trong cái dãy đó chúng ta có thể thay đổi được từ 100, 200, 400, cứ thay đổi một nấc như vậy là nó thay đổi một khẩu, một stop đó. ISO mà càng cao thì cái nguy cơ hạt nhiễu nó xuất hiện trên ảnh càng nhiều. Đó, cho nên là người ta cố gắng chụp ở cái mức độ ISO thấp nhất có thể, ví dụ như là 100, 200 đó. Máy số thì bây giờ họ cho phép cái ISO rất là cao, nhưng mà nguy cơ càng cao khi mà chúng ta chụp ban đêm, chụp thiếu sáng thì cái hạt nhiễu nó sẽ dễ xuất hiện hơn. Thì chúng ta muốn cái ảnh nó mượt mà thì chúng ta để ở một cái mức ISO có thể nó mịn màng, từ 100 cho đến 400 gì đó là mình yên tâm về cái phần ISO, rồi thay đổi hai cái thông số kia thôi. Rồi thật ra thì bây giờ máy ảnh nó làm hết rồi, nó tự động hết mọi thứ rồi. Nhiều khi để chế độ hoàn toàn tự động ha, ví dụ như đây là chữ A cộng thần thánh màu xanh này, cứ để về mình chụp thôi. Nhưng mà khi mình chụp mình cũng hiểu được là vì sao cái ảnh nó có cái hiệu ứng là đóp mỏng, hay là làm sao mà nó có cái vệt mờ khi mà vật chuyển động, người ta cố ý chụp như vậy, hay là chúng ta muốn bắt dính một chuyển động thì chúng ta thay đổi cái gì để nó bắt dính cái đó. Chứ máy thì nó làm hết, nhưng mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ có được cái bức hình nó đúng cái ý muốn của mình hơn. Đó, xin chúc anh em càng ngày chụp ảnh càng tốt hơn, đúng ý của anh em hơn, và có những bức ảnh đẹp để chia sẻ.